Sáng ngày 7 tháng Giêng năm Quý Mão, nhằm ngày 28 tháng 1 năm 2023, trong tiết xuân mưa lạnh, người dân làng rau truyền thống Trà Quế Cẩm Hà Hội An đã tổ chức lễ hội cầu bông ấm nồng hương sắc. Hơn 300 hộ sản xuất rau truyền thống cùng đông đảo du khách trong và ngoài nước đã dâng lễ cầu mùa trong lễ hội cầu bông đầu năm. Năm nay, nhiều người nước ngoài tham gia đoàn rước của các xóm với lễ vật rực rỡ sắc màu gồm gà, xôi và hoa quả. Từ sáng sớm, đoàn Ninh Thần có hai hàng cờ với trống chiêng, cổ nhạc và bô lão vặn áo dài khăn đóng cùng những chàng trai cô gái trong lễ phục, khinh kiều hoa, mâm ngũ quả, lư hương, án thờ, diễu qua khắp các ngõ làng, thôn xóm. Phần lễ chính thức diễn ra tại đình làng với bàn thờ đầy bánh trái, hương hoa và con gà giò. Nói chung là thời tiết thì tất nhiên khó khăn nhưng mà rõ ràng là con hết sức là hy vọng là bởi vì đây là cái công việc chính của bà con nhân dân cho nên là dù có khó khăn như thế nào thì nữa thì người dân cũng phải ra sức là trồng những cái cây rau được săn tốc để phục vụ nhân dân toàn thành phố. Hôm nay lễ cầu bông thì được hơn 5 gì rồi. Hiện tại anh này mưa bụng gió nhiều quá đi. Mưa thì cũng có thoáng thở đâu có làm gì được đâu. Hy vọng con năm là sẽ được hơn. Hội làng Trà Quế đều mở màn bằng hội thi cuốc đất trồng rau, xóm trên làng dưới chọn những nông dân giỏi để thi kỹ thuật cuốc đất, vuông luống, chăm tỉa và trồng các loại rau thơm. Hội thi làm món ăn tam hữu với con tôm cong cong kẹp với lát thịt cùng cọng rau húng xanh và một tép hành quấn quanh càng thêm siết chặt tình làng nghĩa xóm và sự chân tình mến khách. Favorite place that we've seen in Vietnam. Ồ, thật tuyệt vời vì đây là lần đầu tiên tôi mới biết lễ hội của những người nông dân ở đây, rất ấn tượng và chúc mừng năm mới. From Australia, but very special. Có thể nói lễ hội cầu bông của nông dân Trà Quế Cẩm Hà đã trở thành một hoạt động độc đáo thu hút đông đảo du khách đến với Hội An. Từ ngày hội này, mọi người trong làng gần gũi thiết thân nhau hơn, năm mới cũng đến trong niềm ước mơ, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhà nhà no ấm. Năm 2022 thì làng rau Trà Quế thì được khởi sắc hơn so với những năm trước. Tình hình dịch bệnh Covid được kiểm soát, khách đến tham quan làng rau Trà Quế đông hơn. Nhìn chung thì về kinh tế của người trồng rau Trà Quế thì năm qua thì thu nhập được hơn 12 tỷ đồng. Từ việc thu nhập của làng rau thì đời sống của nhân dân được ổn định. Lễ hội năm nay thì tuy thời tiết không thuận lợi nhưng mà người dân tham gia rất là đông đủ. Đây là một dịp để cầu cho mưa thuận gió hòa, cầu cho một năm bình an của người dân Trà Quế. Đồng thời là chữ ước nguyện của người dân là bước sang năm 2023 này sẽ thành công hơn và sẽ được thu nhập lớn hơn, đặc biệt từ cái nghề trồng rau Trà Quế.